tham đoạn diệt. Như vậy này các tỳ kheo, đó là những người có mắt được thấy. Thế Tôn ở đây đối với những vị ấy giải thoát đối như thật hiện hữu, tâm ái đối sanh hữu, như vị ấy ly tham ái. Đối đi rồi sanh lại. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân vừa quang lâm vào room. Dạ, ai minh kính nhân đích lại đạo tràng. Kính mời chị Sinh Mai tiếp theo ạ. Dạ con Sương Mai, dạ con kính chào chị quý Tôn Đức Tăng ạ. Dạ con thấy có sư Pháp Tân vô, chắc để sư Pháp Tân giảng ạ. Dạ con kính mời ạ. Dạ con kính thỉnh Pháp Sư. Dạ cô nghe Pháp thỉnh Pháp Sư rồi chưa? Dạ, thôi để con thỉnh luôn nha. Dạ con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Ê văn xám bà tì phạm ma bà gà hoàng tăng à dạ cha thà tuấn hi pha quế na tăng phu thô gà rùn nề na thì qua xa dạ tăng ha vua thá dạ bà nề na nì gà đà văn tà tô gà tô bánh cha hoa giá kỳ gà đà tô này về a mắng và về sắc thì tâm ma phân khoa tâm ma thổ ta thổ ba hú thì tâm phu thổ a nu na na tham pa sắc phong mắt ra qua xa ni ya se si sa ta da nang a tha si cần để na sa thu a vô văn tê để se tu tham ma để sa nang sa phao ya pháp y ya tha ca pari sa ya anu cam pam vi ca tha chúng sanh tất cả bốn hàng
phóng sinh. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước quang minh luôn chờ, trời lộ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ qua lành rễ tản mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, trước ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên lòng kính thành cung thỉnh, Phật làm tinh tỏ ý nhậm lời, từ bi sơ đạo độ đời, nhắm giường lập quyển ngày dời chân sáng. Chuyển pháp luân độ phát hàng đệ tử, có năm thầy tính dự pháp từ, đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ pháp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích thằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cứ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói rằng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tô mê cầu đặng trí tri hoàn toàn. Và con kính thỉnh sư thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng bài pháp hôm nay ạ. Và con kính nhân minh tính sư. Dạ, sa thú Sức Xuân Mai. Dạ, để con đọc bài mới. Bài 50 La Mã, trang 45. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và thôi được nghe. Này các tỳ kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện. Này các tỳ kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, tham, sân, si làm hại. Người có tâm ác độc, họ tự mình hiện hữu như giả từ lỗi vọ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và con đã đọc bài mới xong và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con. Dạ, sư có trước máy không? Con kính dâng bất đính sư. Và con kính... Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, sư có trước máy không? Con kính dâng bất đính sư. Dạ, Nam Mô Bụt Khai Gia, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Khải Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay đó thì là ngày mùng 4 Tết, theo Tết cổ truyền của dân tộc, Tết Nguyên Đán. Thì cũng là còn trong những ngày xuân, những ngày đầu xuân. Chúng tôi cũng hôm nay do có cái buổi giảng ở trong room Pháp Cú Kinh Chuyên Đệ, nên chúng tôi xin chúc Tết đến trước tiên đó là kính kính tức. Chúc Tết đến Chư Tôn Đức, cũng như là quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ, năm mới, sang năm Canh Tý 2020 đó, thì được cái sức khỏe nhiều, cái sức khỏe khang kiện,
Cái thứ hai nữa đó là đối với các bậc xuất gia thì cái con đường phạm hạnh được tu tập, được tiến triển. Đối với hàng cư sĩ thì đạo tâm của mình được giữ vững thêm tốt. Và đối với hàng cư sĩ thì những người có gia đình cũng mong cho gia đình được cái sự an lạc, phúc lạc và thuận duyên ở trong cái đời sống của mình. Đó là điều lời chúc Tết của chúng tôi trong dịp đầu năm mới xuân 2020, xuân Canh Tý. Để lời chúc Tết hôm nay thì chúng tôi sẽ được giảng hôm nay đó thì cũng là bước chúng ta cái bài đầu tiên bước qua cái chương 3 ba pháp phẩm một. Hôm trước giờ chúng ta học một pháp rồi hai pháp, hôm nay chúng ta học qua chương 3, có nghĩa là sẽ có ba pháp. Thì trước khi giảng cái bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo Đảnh Lễ Tóm Tắt. Arahang Sammasambuddho Buddhang Phakawantang Avivadhemi. Như Tam Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Sakkhato Phagavata Thammo Thammang Namassami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Satipanno Phagavato Sāvakasangho Sanghaṃ. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Dâng đức lễ bái Tam Bảo một cách tấm đắc, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy giả. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ học qua một cái bài học gọi là ba pháp. Thì ở đây nói đến ba cái căn bất thiện mà chúng ta thường được biết, đó là tham, sân và si. Khi nói đến căn á thì đó là cội rễ sinh ra những cái pháp bất thiện khác nhau. Cội rễ sinh ra pháp bất thiện khác nhau. Có thể nói rằng nếu chúng ta học ở trong vi diệu pháp đó thì có lẽ là nào là si vô tàm vô quý phóng dật, rồi tham tà kiến ngã mạn, sân tật lận hống, rồi si hoài nghi phi si phóng dật. Nói chung nó nằm ở trong 12 tâm bất thiện và có đến tới 14 cái tâm sở. 14 cái tâm sở. 12 tâm bất thiện đó đó và 14 tâm sở đó, cũng từ ở đó mà ở đây đó là được nói đến, nó sinh ra từ ở cái căn bất thiện này mà ra. Cho nên nó nhiều khi chúng ta nghe nói là sân tật lận hối, tham tà kiến ngã mạn, si vô tàm vô quý phóng dật, hoặc là ở nhiều cái sự trình bày khác nhau để nói đến cái nhóm bất thiện ở trong cái phần mà gọi là yếu hiệp á, có bốn cái phần yếu hiệp thì các ngài xếp cho chúng ta phân loại và xếp thành bốn cái loại yếu hiệp, bốn cái phần yếu hiệp. Thì trong đó có một cái phần gọi là bất thiện yếu hiệp. Như vậy thì ở trong cái phần mà gọi là Akusala Sangaha đó, thì ở đây muốn nói đến các cái pháp bất thiện nhiếp gom lại thành một nhóm pháp, một nhóm pháp. Thì nếu mà nói rằng một nhóm pháp đó đó
thì cũng sanh từ đó mà ra. Cũng nó có nghĩa là sanh từ ở căn gốc của tham, căn gốc của sân và căn gốc của si. Như vậy thì là đều là pháp bất thiện hết. Ở trong giáo lý duyên khởi đó thì mặc dù được các cái bậc tiền nhân xưa kia, các cái bậc tiền bối xưa kia xếp thành gọi là vẽ 12 cái hình ảnh, cái họa đồ của giáo lý duyên khởi đó, 12 cái hình ảnh, tức là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh á thì duyên cho sầu bi khổ u não. Lão tử sầu bi khổ u não. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có 12 cái mắt xích đó gọi là giáo lý duyên khởi hay là thập nhị nhân duyên đó. Thì ở trong cái phần nhân á, ở trong cái phần hình ảnh ở bên trong á, thì chúng ta thấy là từ ở tham, hình ảnh của ba cái con vật mà chúng ta thấy ở trong, ở trong giữa đó, cái hình ảnh ở trong giữa, thì ba cái con vật ở trong giữa đó, thì cái con gà là tượng trưng cho tâm tham, con rắn á, thì là tượng trưng cho tâm sân, và con heo á, thì là tượng trưng cho tâm si. Do vì sao mà các vị đó mô tả rằng từ ở ba cái căn bất thiện này ra đó mà con rắn lại là tâm, tâm tượng trưng cho tâm sân, rồi con gà đó là tượng trưng cho tâm tham, rồi là con heo là tượng trưng cho tâm si. Đó là những cái đặc tính của những cái con vật đó như vậy, và nó gần giống như những cái tính chất của ba cái căn bất thiện này, căn bất thiện này. Thì bây giờ là khi mà mình nói đến cái căn tham á, thì rõ ràng là con gà. Con gà thì quý vị biết rằng nó sẽ bới móc, nó sẽ bươi rác, nó bươi dưới cỏ, dưới đất để nó tìm những cái thức ăn. Đó là cái bản chất của con gà. Thì cái tâm tham của mình á, nó cũng như vậy. Tâm tham của mình gì? Tức là nó đi truy tìm, nó đi tìm kiếm. Cho nên các ngài vẽ cái hình con gà, vẽ cái hình con gà. Đó là căn gốc. Cái gì mà nói đến căn gốc thì từ ở cái căn gốc đó, giống như chúng ta thấy là cái cây á, thì nó có gốc rễ. Thì cái gốc rễ đó nó sẽ sinh ra cái thân cây, rồi nó ra nhánh cây lớn, rồi nó ra nhánh cây nhỏ, rồi lần lượt nó sẽ là lá. Lá. Cho nên là con gà đó là tượng trưng cho cái tâm tham, tức là nó sẽ đi bươi móc, nó sẽ đi tìm, nó bươi đầu này, bươi đầu kia để đi tìm. Thì cái tính chất của tâm tham là như vậy, tính chất của tâm tham là như vậy. Bây giờ nói đến cái tính chất của tâm sân là con rắn, tâm sân là con rắn. Thì con rắn thì quý vị biết rằng có những cái loại rắn nó rất là độc. Rắn rất là độc. Và khi mà nó cắn vào á, thì con người hay là vật gì đi nữa, thì nếu mà nó cắn vào mà không kịp chữa trị thì cũng có thể là chết trong tức tắc. Và có những cái con rắn là cắn cũng khỏi có chữa luôn, là phải chết thôi chứ không có sống nổi. Đó là vì sao? Là vì cái nọc độc của nó. Thì ở đây là tượng trưng cho cái tâm sân, tượng trưng cho cái tâm sân. Bởi vì tâm sân á, là khi mà mình phát tác lên, khi mà nóng giận lên thì bất cứ cái chuyện gì mà nó tội lỗi xấu, tội lỗi gì đi nữa thì nó cũng bất kể, và nó sẽ tạo ra. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng khởi lên nó là do cái tâm của mình, rồi khiến cho cái lời nói của mình nói những lời độc ác, nói những lời thô tháo, nói những lời mà chúng ta phát xuất từ ở cái tâm sân đó mà ra. Cho nên là người ta mắng, người ta chửi với nhau thì cái đó là phát xuất từ ở cái tâm sân. Cho nên người khi mà cái tâm sân mà nó khởi lên á, thì nó tạo ra cái khẩu nghiệp bất thiện rất là nhiều.
Khẩu nghiệp bất thiện là nghiệp, đó là cái tính chất của tâm sân, là con rắn. Bây giờ chúng ta nói đến cái tính chất của tâm si đó là con heo. Con heo thì quý vị thấy rồi á, là người chủ nuôi nó từ nhỏ tới lớn, nó chỉ ăn là nó ngủ thôi, nó đi qua quanh quẩn ở trong cái chuồng của nó, hoặc ít ra có khi người thì người ta thả ra ngoài vườn thì nó đi cũng gần gần đâu đó, nhưng mà nó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là ăn và ngủ thôi, ăn và ngủ. Và vì vậy ấy, cho nên là ở đây là tượng trưng cho cái tâm si, tức là nếu mà mình nói là nó là sự mê mờ không biết gì hết, chỉ ăn. Ở trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật ngài ví dụ rằng con heo thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục bán thân làm hàng. Người ngu thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục trói trong luân hồi. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy như vậy. Cho nên là ở đây là tượng trưng cái con heo đó, là tượng trưng cho cái tâm tâm si của mình. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói đó là căn gốc của pháp bất thiện. Căn gốc của pháp bất thiện. Như vậy thì bao nhiêu cái tội lỗi mà con người ta tạo ra do thân khẩu ý đó, tạo ra nó cũng từ ở cái căn gốc bất thiện này mà ra. Căn gốc bất thiện này ra. Bây giờ chúng ta sẽ quay qua vi diệu pháp để chúng ta nói vấn đề này. Chúng ta thấy ở trong vi diệu pháp cái phần căn bản mà các vị học đó là có 12 tâm bất thiện. Thì trong đó đó là có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì nhìn lại ở trong ba cái tâm này á, thì đều có. Và nó tương ứng với 14 tâm sở, tức là 14 sở hữu phối hợp. 14 sở hữu phối hợp. 14 sở hợp đó đó là si, vô tàm, vô úy, phóng dật, thấy không? Rồi ba cái tâm sở tham nữa đó là tham, tà kiến, ngã mạn. Và ba cái tâm, bốn cái tâm sở của gì nữa, của tâm sân nữa là si, sân, tật, lận và hối. Rồi chúng ta sẽ thấy được cái hai cái sở hữu nữa đó là sở si hoài nghi và si phóng phóng dật, liên quan đến những cái điều đó, hay hoặc là những cái tâm mà hôn trầm thị miên từ ở đó mà ra. Như vậy thì chúng ta thấy rằng 14 cái tâm sở đó đó nó sẽ phối hợp với 12 tâm bất thiện. Bây giờ khi mà mình nói đến căn tham, tức là đi tìm kiếm, đi tìm kiếm. Và ái, nếu nói trong vi diệu pháp, nói trong giáo lý duyên khởi thì chính là ái, dục ái, sắc ái và vô sắc ái, hay hoặc là dựa vào tính chất đó là dựa vào tính chất đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái, tức là nó liên quan đến cái ái tham mà nó liên quan đến cái tà kiến, thiên về chấp về thượng kiến hay là thiên chấp về đoạn kiến. Thì cái tâm tham của chúng ta đó thì chúng ta thấy rằng nó là đi tìm kiếm, mà ái cũng vậy. Ở đời đó thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình nói căn của bất thiện đó là căn tham, ở đây đó là gì, người ta cũng vì cái tham đó mà người ta đi tìm cầu, tìm cầu sắc thinh hương vị xúc, hay hoặc là tìm cầu cái sự thụ hưởng, hay tìm cầu cái sự sở hữu. Sở hữu tức là mình được cái này, có cái kia, được cái nọ đó, thì cũng bắt nguồn từ ở cái tâm tham, bắt nguồn từ ở tâm tham mà ra. Cho nên ta biết rõ như vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái căn tham á, nó là một cái sự truy tìm, truy tìm. Và từ đó nếu mà mình biết đó là giáo nói đến cái ái ở trong đời sống, cũng vì cái tham này, cũng vì cái căn tham này mà khiến cho chúng ta phải sanh tử luân hồi, tức là từ ái là khiến cho chúng ta sanh tử luân hồi ở trong cõi dục, sanh tử luân hồi ở trong cõi sắc, sanh tử luân hồi ở trong cõi vô sắc.
cũng bắt từ ở cái căn tham này mà ra. Khi mà mình nói đến căn bất thiện thì phải nói đến tính chất của pháp bất thiện, tính chất của pháp bất thiện. Và cái tham này là cái tìm cầu, tìm cầu ở trong cái dục ái. Rồi bây giờ nè, chúng ta nói nè, cái mà thụ hưởng ở trong cái đời sống của mình, sắc tinh hương vị xúc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nói chung là trong ngũ dục đó, là chúng ta đi tìm cầu những cái. Và có nhiều người đó họ cũng đi chính vì đi tìm cầu cái đó mà họ bất chấp. Bất chấp tức là ở đây đó là không kể đến đạo đức của con người, kể đạo đức của con người, có nghĩa là người ta cũng không còn biết xấu hổ gì nữa, mà người ta nói như người ngoài đời là người ta không có liêm sĩ, không có liêm sĩ. Thì ở đây đó có thể nói rằng là cái căn tham đây á, là người ta đi tìm cầu sở hữu những cái thứ đó. Rồi khi đó quý vị thấy rằng cũng chính cái tham này đó khiến cho người ta tạo bao nhiêu cái tội lỗi. Thứ nhất á, là người ta phạm pháp. Mình nói theo cái luật pháp, dĩ nhiên cái luật pháp của xã hội đó thì mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc thì nó có cái khác chút đỉnh, khác nhau chút đỉnh. Nhưng mà cái căn bản nhất á, là con người ta đó là khi mà mình nói đến cái người đạo Phật, một người ở trong đạo Phật hay là một người tu ở trong Phật giáo, cả người cư sĩ hay là các bậc xuất gia, thì do cái tham đó cho nên là người ta tạo ra cái tội lỗi, người ta sát sanh, người ta trộm cắp. Mặc dù là khi mà mình sát sanh, cái tâm của mình và cái tâm của mình lúc mà mình sát thì bằng cái tâm sân, nhưng mà trước đó đó là bằng cái tâm tham của mình, cái tâm tham mình muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn được lời nhiều hay là muốn được sở hữu cái này, sở hữu cái kia đó, cho nên là người ta sát sanh. Hoặc là vì vậy cho nên là cái căn tham này là cái căn mà phải nói rằng khi mà người ta tạo ra cái pháp bất thiện, từ ở cái việc mà phạm pháp ở xã hội, người ta đi trộm cắp, hoặc là người ta sát sanh, sát sanh con này con kia để được kiếm lời về chính mình, vậy đó. Rồi hoặc là người ta trộm cắp, trộm cắp ở đây mình hiểu trong cái nghĩa đen ấy, có lẽ là mình đi lấy của người ta, nhưng mà sự thật ra là cái người mà sinh tâm lường gạt chiếm đoạt của người khác đó bằng với cái mưu mẹo hay cái sự tham cầu của mình đó. Cho nên là họ tạo ra cái điều đó. Rồi khi mà họ phạm pháp, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người đó là vì cái tham đó mà họ do họ có quyền có chức đó, cho nên là họ chiếm đoạt một chiếc, rồi bây giờ điều tra ra đó là thì họ phải bị phạm tội, phạm luật pháp xã hội. Cho nên cũng chính cái lòng tham này mà khiến cho người ta là phạm vào cái luật pháp ở một xã hội, ở trong xã hội. Thì mỗi một quốc gia nó có cái luật, cái pháp luật riêng, nhưng mà rõ ràng là trong cái căn bản phát xuất từ ở cái lòng tham của con người. Cái thứ hai nữa là do cái lòng tham của con người đó mà người ta có thể tạo ra cái gì, cái nghiệp bất thiện, mà mình nói là cái đạo đức ấy. Mình nói cái đạo đức hay là vượt qua khỏi cái luật nhân quả, tức là họ tạo ra mà họ không thể tránh được cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp bất thiện. Mà nghiệp bất thiện ở đây là gì? Nếu mà mình nói đây đó là chính cái sở hữu tư, sở hữu tư nói trong Di Diệu Pháp, tức là sở hữu tư, tức là bảy, một trong bảy sở hữu biến hành ở nhóm 13 sở hữu bất thiện đó. Thì chúng ta thấy nè, trong cái sở hữu tư đó đó, sở hữu tư đó, đó là sự chủ tâm để tác tạo, mà ở đây là nó phối hợp với những cái tâm bất thiện, nó phối hợp với tâm bất thiện. Trong đó có tâm tham, trong đó có tâm sân, trong đó có tâm si. Cho nên là người ta tạo ra cái tội lỗi, mà cái nghiệp đó phải lãnh lấy. Cho nên là khi mà một người mà tác tạo bằng cái sở hữu tư của chính mình, là sự chủ tâm của mình, mà phối hợp với những tâm bất thiện, tức là tâm tham, tâm sân, tâm si đó, họ tạo ra cái nghiệp bất thiện, thì nó có cái quả
cái quả đó nó đến sớm đến muộn thì theo thanh tịnh đạo đó nó tùy thuộc vào sát na động lực của chúng ta. Sát na động lực của chúng ta có 7 sát na tạo tác tạo thành nghiệp, tức là sát na gọi là sát na động lực. Thì có những động lực đó nó không tạo nghiệp, nhưng mà có động lực nó tạo nghiệp. Thì ở đây trong trường hợp này đó là động lực mà tạo nghiệp bất thiện, động lực mà tạo nghiệp bất thiện. Cho nên cái nguyên nhân chính tức là do tham, cái căn gốc của tham, cho nên là họ tạo ra cái quả, mà cái nghiệp và cái nghiệp đó thì đến một lúc nào đó sẽ trổ quả ở trong 7 sát na đó thôi. Thì theo xong trong thanh tịnh đạo thì sát na thứ nhất đó, sát na đầu tiên ấy, nó có cái khả năng trổ ra cái gọi là hiện báo nghiệp, tức là cái nghiệp mà nó trổ ra trong hiện tại của chúng ta, tức là ngay trong trước mắt của chúng ta, là ngay trong kiếp hiện tại này, chứ không phải đợi đợi tới mai sau đâu. Và cái sát na thứ sáu, tức là sát na thứ bảy là cuối cùng đó, thì cái sát na đó đó có cái khả năng tạo ra cái gọi là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp là sao? Sanh báo nghiệp là sau khi chúng ta mệnh chung, chúng ta tắt thở, chúng ta bỏ cái thân này, chúng ta đi tái sanh một cảnh giới nào đó, thì chúng ta phải nhận lấy cái quả đó, nhận lấy cái quả đó. Mà ở đây trong trường hợp này là do căn tham, căn bất thiện đó mà tạo ra, đó là căn tham. Cho nên là chúng ta phải nhận lấy cái quả đó. Cái sát na thứ bảy đó nhận trổ ra gọi là cái gọi là sanh báo nghiệp, tức là khi chúng ta mệnh chung, chúng ta tái sanh đời kiếp, đời sống kế tiếp đó là chúng ta phải nhận đó. Còn năm cái sát na khoảng giữa đó, tức là từ sát na thứ hai đến sát na thứ sáu á, thì rõ ràng là tạo ra cái hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp tức là bất cứ một kiếp nào, kiếp sống nào ở trong đời sống luân hồi này, thì cái nghiệp nó đeo đuổi theo kịp thì chúng ta nhận lấy thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta đang làm thiện nè, đang sống tốt nè, đang sao mà tu tập như thế này, tự nhiên chúng ta gặp những cái điều mà bất trắc nó xảy ra, nạn tai nó đến, rồi nghiệp này nó nghiệp nọ nó trổ như vậy, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là có thể là do hậu báo nghiệp từ nhiều đời, bây giờ nó đeo đuổi theo kịp thì chúng ta phải nhận lấy cái điều đó thôi. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài mới dạy rằng không trên trời giữa biển, dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Khi mà cái quả nó đã trổ rồi thì chúng ta có trốn ở đâu cũng không trốn khỏi nữa. Ở đây là chúng ta đang nói đến cái căn căn tham, căn gốc của tham, cội rễ của tham. Và để nói tiếp nữa là cái căn tham ở đây đó là gì? Tức là sở hữu tham, gốc rễ của nó là sở hữu tham, phối hợp ở trong tám tâm tham, tham, tà kiến, ngã mạn, thì cái căn tham là cái sở hữu tham đó. Cái gốc rễ, cái chi pháp của nó là vậy. Bây giờ chúng ta nói đến cái căn sân. Căn sân ở đây là nó là sở hữu sân. Mặc dù là sân, tật, lận và hối, thì cái sở hữu sân nó là căn gốc của pháp bất thiện. Căn gốc của căn sân đó. Và nó sẽ phối hợp ở đâu? Nó phối hợp ở trong hai tâm sân. Tức là một tâm sân tương ưng, gọi là một tâm sân hữu trợ và một tâm sân vô trợ. Như vậy thì ở đây đó cũng chính cái sân này mà người ta có thể tạo ra cái nghiệp bất thiện, tạo ra nghiệp bất thiện. Cái lòng của mình sân, tâm của mình bực bội khó chịu, mình nói cho thứ nhất là mình nói từ nhẹ đến nặng, tức là cái gì mà mình bực bội, mình khó chịu, không hài lòng là nó là sân rồi. Con muỗi nó cắn mình mà mình thấy mình khó chịu, bực bội trong lòng là mình cũng là khởi lên cái tâm sân rồi. Chứ không phải đợi tới mà đùng đùng rồi giác dao đi chém người ta hay là nói những lời độc ác là sân không đâu. Mà con muỗi trời nóng nực mà khó chịu ở trong lòng nữa là sân rồi. Lạnh quá khó chịu ở trong lòng là mình thấy là nó là cái gốc rễ của sân rồi. Cho nên cái sân, mặc dù là cái khó chịu đó cũng không phải là tạo ra cái nghiệp bất thiện, nhưng mà rõ ràng là cũng chính cái căn sân đó mà khiến cho người ta nói năng nó không chuẩn mực, nói năng không chuẩn mực. Thí dụ như mình nói là khẩu nghiệp thì có
nói những lời độc ác, có nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, vân vân. Thì bây giờ là mình giận lên, mình sân, mình không ưa chị A hay là không ưa anh B gì đó, nói để cho anh B này bị xung đột với lại những người xung quanh, chia rẽ với vợ chồng ảnh hay là anh em ảnh, cha mẹ ảnh, vân vân. Thì cái đó là mình nói để chia rẽ, hay là mình nói những lời độc ác. Có những người họ họ nói xin lỗi chứ họ họ chửi, họ lựa cái từ nào mà ác nhất, cái từ nào mà nghe cay cú nhất thì họ sẽ dùng cái từ đó, họ sẽ chửi, họ sẽ chửi. Thì cái đó là khẩu nghiệp, mình nói đến cái khẩu nghiệp mà phát xuất từ ở cái tâm sân của mình. Mình chửi người ta hay là mình nói dối, có nhiều khi là có nhiều người đó là do sân nói dối, do tham nói dối cũng có, mà do sân nói dối cũng có. À, mình giận người đó, mình thẳng thắn, mình sẵn sàng mình thêm thắt cái chuyện gì đó để là biêu xấu cho người đó, để cho người khác nhìn nhận người đó là người mà xấu quá tệ trên sạch cuộc đời này. À, khi mà mình nói dối vậy thì mình đang tâm mình nói dối, mình nói dối, nói chuyện không thật, để rồi cho người khác nhìn vào cái người đó họ ghét dơ người đó, hoặc là họ nghĩ xấu đến cái người đó quá tệ trên cuộc đời này. Thì đó là phát xuất từ cái tâm sân của mình mà mình nói dối, vậy thôi. Hoặc là nói những lời hung ác, như là mình dùng những lời cay cú để mình chửi người ta, mình giống như người ta nói hành, nói tội, nói mắt, nói mỏ, nói nhiều thứ lắm. Nói chung là như vậy, bằng với cái khẩu nghiệp của mình, hoặc là với cái lòng sân của mình á, mà mình đánh đập tra khảo, đánh đập tra khảo, làm cho người khác bị tổn thương, tổn thương về sắc thể chất, tổn thương về tinh thần. Tổn thương về thể chất đó có nghĩa là mình đánh đập, còn tổn thương về tinh thần đó là lời nói của mình làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta đau khổ, đêm về người ta nhớ tới lời nói của mình là người ta khổ rồi, ăn không no, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên nữa. Chỉ có cái lời nói thôi, chứ không phải để đánh đập người ta đâu. Lời nói cũng là một loại vũ khí. Và đây ở đây đó là phát xuất từ ở cái căn sân của mình. Và chúng ta chú ý một điều, đó là chúng ta có tạo công đức, có tu tập như thế nào, nhưng mà tâm bất thiện chúng ta sanh khởi lên mà chúng ta không điều chế được đó, thì từ đó chúng ta có thể thiêu đốt hết những cái sự tu tập của mình, sự tu tập của mình. Cho nên ở đây đó là có thể nói là người xưa có nói một cái câu là nhất cú phi ngôn tổ bình sanh chi đức, tức là một lời nói mà nó không đúng rồi đó thì mình có thể tổn đức đến mình. Ở đây muốn nói đến cái khẩu nghiệp của mình, nhất cú phi ngôn tổn bình sanh chi đức, tức là cũng chính là một cái lời nói thôi, nhưng mà lời nói nó không đúng rồi. Lời nói đó phát xuất từ ở cái lòng sân của mình, phát xuất từ ở cái lòng tham của mình, thì ở đây đó chúng ta biết là tổn cái đức rất là nhiều, mình nói như vậy. Cho nên nếu mà mình nói đến cái khẩu nghiệp, cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, thì chúng ta phải hiểu rằng là phát xuất từ ở cái căn sân này, căn sân này mà ra, căn sân này. Chúng ta thấy rằng một người mà tu thiền, ngay cả trong đời sống hàng ngày, một người mà tôi luyện cái tâm từ của mình á, tôi luyện tâm từ của mình. Tâm từ là sao? Tâm từ là một liều thuốc để trị bệnh cái tâm sân của mình, trị bệnh tâm sân tâm mình. Và nếu chúng ta tu tập được cái tâm từ, tức là đối với mọi loài, trong đó có người và các sinh vật khác, mình luôn luôn có cái tâm mát mẻ, và mình luôn luôn có cái tâm bi, tức là không làm tổn thương khổ đau đến bất cứ một sinh loại nào, hoặc là mình có một cái tâm từ mát mẻ với bất cứ một sinh loại nào ở trên cuộc đời này, không làm tổn thương, thì cái đó đó chính là cái liệu thuốc để trị bệnh cái tâm sân của mình. Khi mà mình thấy người ta tốt như thế này hoặc là không tốt như thế kia đó, thì cái tâm của mình nó sinh ra những cái điều mà chúng ta thấy
những cái điều mà mình cho rằng không tốt thì mình không hài lòng, những cái điều mà nó là cho là tốt thì cái suy nghĩ của mình á, dĩ nhiên là mình có cái sự nhận định của chính mình, nhưng mà rồi đó cũng do cái tâm sân này mà mình không có tu tập á, thì từ đó đó nó không có thể nào mà diệt được cái tâm sân của mình. Mình nhìn ai cũng là một cái người xấu, nhìn ai cũng là một cái người mà mình khó chịu, bực bội, thì làm sao có tâm từ được. Như vậy thì cái người mà có tâm từ đó thì bất cứ một cái hoàn cảnh nào, họ đối với hoàn cảnh xung quanh, đối với người, mỗi người xung quanh, đối với sinh loại xung quanh, họ luôn luôn có một cái tâm mát mẻ. Bởi vì tâm từ đó là một cái cách để mà đối trị được với cái tâm sân của mình. Đối trị với cái tâm sân của mình. Còn đối với một người mà tu tập về tâm tham á, để mà đối trị tâm tham á, thì chỉ có một cách là mình quán về, nếu mà mình nói đến con người, nói đến nhìn với cảnh vật thì mình nên nghĩ nó là bất tịnh đi. Con người và cảnh vật, thân của mình là 32 thể trược, để mà mình đối trị được cái dục tham ở trong lòng mình. Rồi mình nhìn đối với lại cái cảnh vật xung quanh á, thì rõ ràng là mình phải thấy nó là vô thường, nó biến đổi, nó sanh diệt, nó già nua, chết chóc, chia ly, thì cái điều đó nó sẽ có thôi. Cái cảnh mà mình thấy nó hoa mỹ, nó tráng lệ như thế này thế nọ đó, thì rõ ràng nó cũng có thời gian nào đó, thì đến một lúc nào đó nó cũng không còn. Cái cảnh vật nó cũng vậy thôi. Chúng ta có thể nhìn núi, nhìn sông, rồi nhìn suối, nước chảy, rừng xanh biên biết, vân vân. Chúng ta có thể dùng những cái từ ngữ để miêu tả rằng cái đẹp đó nó như thế này. Nhưng mà tất cả cái đẹp đó, cái cảnh vật mà chúng ta thấy đó, cái hiện trạng mà chúng ta thấy đó, thì hoàn toàn có sự thay đổi, không có chắc thật cái gì. Cho nên là chúng ta rằng phải chuẩn bị rằng không có cái gì chắc thật bền bỉ. Để rồi tâm của chúng ta không có câu chấp vào đó, để cái tâm tham của chúng ta đừng có dính mắc vào bất cứ một cái thứ gì. Nếu chúng ta dính mắc thì chúng ta lại khổ. Nói như vậy đó, để mà mình phủi bỏ nó, mình không dính mắc khó lắm. Nhưng mà mình phải tập cho mình là đừng có nên dính mắc, để rồi mình bớt đi cái khổ. Bớt đi cái khổ. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng là hả, có thân này đó là khổ. Thể có thân này là khổ thôi. Dù là trẻ hay là già, hay là nam hay là nữ, lúc khỏe cũng như lúc mạnh thì cũng phải là khổ. Cái bản chất của nó là khổ mà. Bắt đầu chúng ta ra đời sự sanh thì đó là mầm mống của sự khổ. Từ lúc mà chúng ta nhập thai gọi là có mặt ở trong bào thai của người mẹ thì bắt đầu là hiện khởi của sự khổ rồi. Hiện khởi của sự khổ rồi. Nó là mầm mống của sự khổ. Rồi cái từng theo giai đoạn của thời gian tuổi tác thì chúng ta sẽ thấy cái khổ nó khác nhau, nhưng mà tóm chung lại đó là nó sẽ có cái khổ. Nó có cái khổ. Chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Trước nhất căn bản là chúng ta thấy nè, đói nè là phải ăn nè. Thấy không? Rồi phải làm lụng để có, để sống tồn, sinh tồn. Rồi chúng ta phải chịu nè, cái cảnh có mặt trên cuộc đời này là bao nhiêu cái thuận cảnh, nghịch cảnh nè, rồi tù tội quánh đập rồi kiếm cho có ra chén cơm manh áo để mà mặc, để mà ăn đây nè, là khổ rồi. Rồi chúng ta phải có già là khổ nè, rồi bệnh là khổ nè, rồi chết là cuối cùng là cũng khổ. Và cái khổ đó nó cũng chưa chấm dứt. Bởi vì nói trong Phật giáo có nghĩa là chúng ta vẫn còn tiếp diễn nữa. Chúng ta chết chẳng qua là chấm dứt hiện tạm thời của một hiện tượng tạm thời mà thôi. Chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Đó là như vậy. Cho nên chúng ta chết thì cũng còn tiếp tục tái sanh nữa. Bậc A-la-hán chết đúng nghĩa là các ngài bỏ thân ngũ uẩn rồi, các ngài không tái sanh nữa. Thì cái khổ nó không có.
Còn chúng ta là khổ, chẳng qua là cái người mà người ta thấy khổ quá, người ta tự tử, người ta quyên sinh á, thì chẳng qua là người ta không có cái cảm giác nữa, nhưng mà không có nghĩa là hết khổ đâu. Họ tiếp tục tái sanh nữa, mai là tái sanh lại làm người thì cũng là cái khổ, rồi tái sanh làm sinh vật, rồi súc vật nào đó, địa ngục, ngạ quỷ gì đó, Atula gì, cái khổ đó, khổ dữ á, khổ nhiều đó. Khổ đó cũng do ác nghiệp bất thiện mà ra đó. Cho nên ở đây chúng ta phải quán thấy rằng cái sự khổ nó luôn luôn kề cận với chính mình, kề cận với chính mình, không thể nào mà thoát ra. Do vậy cho nên chúng ta phải quán như vậy. Quán như vậy để chi? Để cái tâm của mình là luôn luôn thấy được cái sự khổ, để đừng có đắm nhiễm, đừng có dính mắc. Và mình thấy các pháp nó đều là cuộc đời này, nó là không có cái gì của mình. Thấy không? Như Ngài Rát Tha Ba Lá, Ngài nói rằng thế gian là vô sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả, chúng sanh làm nô lệ cho tham ái. Đó cũng bắt nguồn từ ở cái tham. Nô lệ mà, nô lệ cho tham ái. Ra đi là bỏ tất cả, không có cái gì đem theo, chỉ có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Không gì. Rồi Ngài mới là có cái ý nghĩ vậy, rồi Ngài từ bỏ tài sản hết, rồi cuối cùng Ngài đi xuất gia, để rồi sau đó thì Ngài chứng quả vị A-la-hán. Thì mình thấy cái hình ảnh đó đó, để mà mình thấy rằng cái hình ảnh của các bậc thánh đó, là cái tấm gương để mình noi theo, tấm gương để mà mình noi theo. Cho nên chúng ta nói đến cái căn sân á, là một trong những cái căn bất thiện, từ đó mà người ta tạo ra cái nghiệp bất thiện rất là nhiều. Người ta mắng chửi, người ta đánh đập, người ta là nghĩ đến cách này để khó chịu với chúng sinh, người này người nọ, hoặc là nghĩ mưu mô này để làm tổn hại, làm tổn thương bất cứ một cái người nào, thì ở đó cũng bắt nguồn từ ở cái tâm sân mà ra. Bây giờ ta nói đến cái căn si. Căn si á, sự thật ra là tam tham sanh á thì cũng có si, mà sân sanh á, tâm sân sanh á thì cũng có si thôi, chứ không phải là không có. Mặc dù nói là căn tham, căn sân, căn si, nhưng mà tham sanh cũng có căn si, và sân sanh, tâm sân sanh thì cũng vẫn có căn si. Thì cái sân á, cái tham, cái căn si á, thì nó có hai cái trạng thái. Nói trong Di Diệu Pháp á, là si ở đây muốn nói đến cái thứ nhất á, là cái căn si á, đó là nó nằm ở trong cái sở hữu si. Si vô tàm, vô quý và phóng dật, thì cái căn gốc của nó chính là sở hữu si. Sở hữu si nằm ở trong tâm si, và trong tâm si nó có hai cái trạng thái, một là si hoài nghi, hai là si phóng dật. Và si hoài nghi á, thì thật sự là tạo nên cái quả khổ, tạo nên quả khổ. Còn si phóng dật á, nó là tạo nên cái đời sống luân hồi, mà luân hồi cũng là khổ. Cái kia là tạo ác nghiệp, si hoài nghi nó là tạo ác nghiệp, còn cái si phóng dật nó là chỉ tạo nên cái đời sống luân hồi này thôi. Mà hát tạo lên đời sống luân hồi là khổ, là khổ. Bây giờ chúng ta nói đến si hoài nghi. Cái si hoài nghi á, là một cái trạng thái tâm nó phân vân lưỡng lự, không có quyết đoán. Mà đặc biệt đây là nó là gì? Si mà thuộc về si hoài nghi, tức là không phải là ở trong cái hoài nghi bình thường, không phải là mình nghĩ đến người này người nọ làm cái kia, người nọ đi cái nọ, đi việc này làm việc kia chưa đó, thì cái si đó không đáng, không kể. Mà cái si hoài nghi ở đây được nói đến là mình si hoài nghi, tức là mình nghi đến cái ân đức của Phật, nghi đến cái sự ra đời của Đức Phật, nghi đến cái sự giác ngộ của Đức Phật. Rồi mình nghi pháp, tức là mình nghi ở nơi cái lời dạy của Đức Phật, không biết có công năng diệu dụng gì hay không. Sao là người ta ca ngợi vậy thôi, chứ còn đâu có được cái gì đâu. Nếu mà mình nghĩ như vậy, sự thật chúng ta không phải là mù quáng, mà liệu chúng ta có một cái sự suy xét, suy xét. Cái niềm tin của chúng ta đó là phải có cái sự suy xét, có trí tuệ.
chứ không phải là tin một cách mù quáng hay là một cách vô điều kiện. À, vô điều kiện. Cho nên nếu mà ai có đọc kinh Trung Bộ, cái bài kinh Kalama đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật ngài nói rằng là ngài nói rằng chớ nên tin những gì do truyền thống để lại, chớ nên tin gì những gì do các bậc tiền nhân để lại, chớ tin tin những gì do kinh sách để lại, chớ nên tin những gì do cái sở thích của chính mình, vân vân. Đức Phật ngài nói vậy, nhưng mà Đức Phật ngài dạy vậy mà hãy suy xét coi điều đó chúng ta đem ra thực hành, chúng ta có được an lạc hay không. Chúng ta hạ tình, nếu mà an lạc ấy, thì chúng ta nên tin, chứ không phải là cái điều đó chúng ta vừa tin dối. Cho nên Đức Phật ngài nói rất nhiều ở trong cái đoạn bài kinh Kalama đó, để nói đến là chớ nên tin những gì do truyền thống hay là thầy tổ kinh sách hay là sở thích của mình. Ngay cả cái điều đó nó thích hợp với cái sở thích của mình thích quá thích đi, cũng đừng nên dội tin những điều đó. Chúng ta hay có những cái cảm tính, Đức Phật dạy chúng ta là cảm tính là sao? Cảm tính là mình thấy thích cái này, thích cái kia, cho nên là mình cho rằng cái này là đúng, cái này là nhất rồi, không có cái nào nhất nữa hết á, thì nó rất là nguy hiểm. Đối với cái si hoài nghi ở đây là si ở tức là hoài nghi về ân đức của Phật, hoài nghi về sự giác ngộ của Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp tức là lời dạy của Đức Phật, không biết là có công năng diệu dụng hay không, đưa người ta đến giải thoát hay không, hay hoặc là hoài nghi về tăng chúng tức là cái sự thanh tịnh của bốn đôi tám vị hay là tứ song bát bối đó có chắc thật như vậy không, tức là bốn đạo bốn quả, chúng ta hoài nghi biết các bậc thánh nó có đúng vậy không. Sự thật ra chúng ta chưa có giác ngộ, chúng ta sao biết được, không biết được điều này. Nhưng mà chúng ta phải có niềm tin, là tin sao? Tin ở nơi lời dạy của Đức Phật. Bởi vì các cái bậc thánh đó đã trải qua, đã đi qua. Khi nào chúng ta trở thành bậc thánh đi, rồi chúng ta mới có được cái hương vị của giải thoát nó như thế nào, hương vị của cái việc mà tuệ nhãn thấy được niết bàn nó như thế nào, như chân như thật nó như thế nào. Còn nếu mà chúng ta còn là phàm phu thì chưa có một cái trí gì để chúng ta xác đoán và nhận thức một cách đúng đắn. Cho nên ở đây nói đến cái hoài nghi là hoài nghi vậy đó. Cái si đó là si hoài nghi nè. Cái si hoài nghi nữa nó là nghi về nhân quả nghiệp báo nè. Cho nên là có nhiều người nói, tại sao tôi làm thiện hoài mà tôi gặp bị cái gì đâu mà nó cứ trục trặc, rồi nó cứ khổ đến cho tôi và gia đình cứ như vậy hoài. Tôi ăn hiền ở lành, nói trong dân gian là ăn hiền ở lành. Mà giống như là mình nói trong Phật giáo, tôi đang tu tập, tôi đang sửa lời nói tôi đang sửa hành động của tôi đang sửa cái suy nghĩ của tôi, tức là tâm, thân, khẩu, ý. Mà sao tôi cũng bị cái quả xấu. Rồi thời gian á, chai lì là sao? Sao hành thiện, vẫn là hành thiện, vẫn tu tập vậy mà quả xấu. Rồi cái đầu sanh ra một cái suy nghĩ, cái suy nghĩ sai lệch, mà nói là không có nhân quả gì hết. Tại sao vậy? Thì chúng ta cũng hiểu đó là nghiệp thì nó cũng có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Có những nghiệp trổ ra hiện tại, có những nghiệp trổ ra tương lai, có những nghiệp thì trổ ra bất cứ đời sống đời nào. Cho nên nhiều khi là ở trong nghiệp thiện chúng ta làm nó chưa đủ sức để trổ, hoặc nó chưa có đủ cái điều kiện để nó trổ. Cho nên việc thiện mà hôm nay chúng ta làm nó chưa kịp để trổ nè. Nhưng mà cái quả ác nghiệp mà chúng ta đã làm, cái nhân ác nghiệp mà chúng ta đã làm quá khứ, thì cái quả ác nghiệp hiện tại chúng ta đang lãnh là lãnh của quá khứ. Cho nên là chúng ta cũng nói về, bởi vì cho nên là bốn pháp bất khả tư nghị đó, thì trong đó có một cái điều đó là quả của nghiệp bất khả tư nghị. Quả của nghiệp bất khả tư nghị, chúng ta hiểu vậy, cả quả thiện lẫn quả bất thiện luôn. Chúng ta không có thể nào mà lường trước được, không có thể nào mà biết trước được, bởi vì nó phải có nhiều yếu tố, nhiều cái nguyên nhân để trợ tạo, có những cái nguyên nhân để nó trổ ra. Và những cái nguyên nhân đó chúng ta không thể nói là một chiều được, hay là một cái gì đó duy nhất để làm ra đâu. Cho nên để mà cái nghiệp nó trổ, thì theo trong sớ giải thì chúng ta thứ nhất là phải có đúng thời kỳ,
rồi phải có đúng cái cảnh giới nơi đó, cái nơi đó, cái cảnh giới mà chúng ta tái sinh hay là cái nơi mà chúng ta đang sống nó phải phù hợp. Chúng ta thấy rằng mình sống những cái nước Trung Đông rồi hôm nay chiến tranh mai bom đạn hoài, tại vì mình sanh trong đó mình phải chịu nữa, sanh ở đó. Rồi phải có cái yếu tố nữa là thời kỳ, rồi phải có cái yếu tố nữa là thân tướng, cái tướng của mình, cái thân của mình. Mình là cái người mà kém sức khỏe thì nó cứ bệnh nó dồn dập hoài, dồn dập hoài. Còn mình có sức khỏe thì bệnh nó không có dồn dập, nó không có dễ dàng trổ ra. Còn nếu mà như con trâu, tướng như cái con trâu, ví dụ như chúng ta thấy là con trâu thì nó có nhiệm vụ nó là kéo xe, kéo cày, rồi kéo bò, con bò cũng vậy, con lớn thì nó phải kéo. Bây giờ chúng ta kéo như vậy thì chúng ta kéo sao nổi, chúng ta kéo xe sao kéo nổi, kéo cày kéo sao nổi, và con trâu nó kéo nổi. Còn nếu mà chúng ta ở cảnh giới chư thiên thì chúng ta hưởng phước, còn ở cái cõi nhân loại thì có bao giờ có thiện có ác, có phước và có tội, có nghiệp thiện nghiệp bất thiện, nó trổ ra xen lẫn nha. Còn nếu mà ở cõi địa ngục thì chắc chắn rồi, cõi địa ngục thì khổ không chứ không có sướng được. Cái sanh thú, cái nơi mà chúng ta, rồi cái thân tướng của chúng ta, rồi phải có cái hành vi. Hành vi là khi nãy chúng tôi đã nói, tức là sở hữu tư tác đạo. Sở hữu tư mà phối hợp với 12 tâm bất thiện này đó, trừ ra cái si quầy, si phóng vật ra thôi, thì 11 cái tâm bất thiện này là tạo ra quả khổ không. Trong đó chúng ta thấy 8 tâm tham: tham hữu trợ, tham vô trợ, thấy không? Tham là tương ương với thọ hỷ, tương ương với thọ xả. Tham nó có tà kiến và không tà kiến, chúng ta thấy. Rồi si, sân nó cũng có hai tâm sân: tâm sân hữu trợ và tâm sân vô trợ. Thì cái tâm sân hữu trợ nó lại là quả, nó cũng mà quả bất thiện thì nó lại nhẹ hơn chút so với tâm sân vô trợ, bởi vì nghĩ là làm liền, cần phải ai xuống dục gì hết á, còn mày nhắc nhở mày nói tới nói lui làm liền, vân vân. Rồi cái tâm si nó cũng vậy, có hai: si hoài nghi, ở đây đang nói tức là đang hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, rồi hoài nghi cái sự thanh tịnh, hoài nghi luân hồi nghiệp báo. Cho nên là nghiệp của quả của nghiệp là bất khả tư nghi, bốn cái điều đó là bất khả tư nghi. Nghiệp quả của nghiệp là bất khả tư nghi. Bất khả tư nghi là sao? Là chúng ta không thể nào mà suy nghĩ đến những điều đó một cách đúng đắn được, ngoài cái phạm vi cái sự hiểu biết của một người phàm phu. Cho nên là chúng ta không thể nào biết được. Vì vậy đó là một trong những cái tính chất của như vậy của pháp bất thiện. Bây giờ chúng ta nói đến cái tâm si phóng vật. Cái tâm si phóng vật này nó thì sự thật ra đó, nó làm cho cái tâm của mình nó chao động, nó chao đảo, nó không có trụ lại. Khi chúng ta do cái phóng vật này chúng ta tác tạo thành nghiệp thiện đó, cũng khó có cái kết quả được được lớn lớn mạnh, do cái phóng vật đó. Rồi là do cái phóng vật này đó mà người ta có thể là chao đảo, cái tâm của người ta không thể định tĩnh, và từ đó tạo cho người ta có cái đời sống luân hồi, tạo nên cái đời sống luân hồi rất là khổ. Cho nên chúng ta thấy cái bậc thánh A La Hán cái ngày mới đoạn trừ được cái tâm si phóng vật, đoạn được phóng vật, đoạn được ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng vật, cho nên các ngài mới đoạn được. Còn bậc tam quả thì cũng còn chút phóng vật cũng còn. Thì như vậy thì cái phóng vật này nó là tạo nên luân hồi chứ nó không tạo nên quả khổ. Và đối với bậc thánh mà tu đầu quần ấy thì các ngài đoạn được ba cái hạng kiết sử. Đầu tiên đó là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Cho nên các ngài đâu có đọa vào bốn đường ác đạo đâu. Nhưng mà còn luân hồi không? Còn. Cho đến khi mà bậc thánh A La Hán các ngài mới đoạn được phóng vật. Và đoạn phóng vật thì chấm dứt luân hồi. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đó là nói trạng thái của một cái vị tâm, cái tâm thái của một vị A La Hán. Một vị tâm thái một vị A-la-hán. Thì si ở đây đó là chúng ta nói, đang nói đến cái căn si của pháp bất thiện. Đó là si. Si
mà đặc biệt ở đây là si hoài nghi và si phóng dật. Thì tâm si nó có hai, nhưng mà căn si á, thì nó là sở hữu si. Ở trong 14 cái sở hữu bất thiện đó, si vô tàm, vô quý và phóng dật, thì cái căn si đó là như vậy đó. Bây giờ chúng ta nói đến si ở trong giáo lý Duyên Khởi thì đó là chỉ cho vô minh, đồng nghĩa với vô minh. Cho nên vô minh là khởi đầu của dòng luân hồi, khởi đầu của dòng luân hồi. Vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ u não. Và khi chúng ta nói đến căn bất thiện thì chúng ta nói đến si, nhưng mà ta nói là cái gốc để nói đến cái tiến trình sanh tử luân hồi thì chúng ta nói đến si. Mà si là khởi đầu của 11 pháp bất thiện còn lại, của 11 cái mắt xích của luân hồi còn lại, đó là hành, thức, danh, sắc, lục nhập, vân vân. Như vậy thì ở đây phải nói là Đức Phật Ngài dạy rằng tham sân si làm hại. Đó. Người có tâm độc ác, họ tự mình hiện hữu, họ tự mình hiện hữu như giả từ lỗi gió, lỗi vỏ, giả từ lỗi vỏ. Ý nghĩa này được thêm nói đến thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái lỗi vỏ ở đây đó, nếu mà chúng ta còn tham sân si, nó là gốc rễ. Khi chúng ta bỏ được tham sân si, cái gốc rễ đau khổ luân hồi nó không còn nữa, không còn nữa, là ý nghĩa là như vậy. Ý nghĩa là như vậy thì chúng ta hiểu ở đây là căn của pháp bất thiện hả, mà nói đến tham thì đó là sở hữu tham ở trong tám tâm tham. Mà nếu nói đến căn sân thì là sở hữu sân ở trong hai tâm sân. Nếu nói đến căn si là sở hữu si ở trong hai tâm si. Chúng ta chú ý như vậy. Và có những loại si mà làm cho chúng ta phải sinh tử luân hồi, đó là si phóng dật. Còn có những loại si mà để dắt dẫn tạo nên cái quả xấu để chúng ta sanh ở trong khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula gì đó, thì đó cũng chính là si hoài nghi đó. Si hoài nghi đó thì như vậy, đó là một trong những cái ý nghĩa của ba cái pháp bất thiện này, hay là ba căn rễ của pháp bất thiện. Bất căn rễ của pháp bất thiện tham, căn rễ của pháp bất thiện sân, căn rễ của bất thiện si. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây với bấy nhiêu lời chia sẻ như vậy. Cũng mong rằng có những lời chia sẻ trong dịp đầu năm này. Đó là những gì chúng tôi được nói đến. Thì trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Phật tử sắp mang lăng ra khan tu sắp bề đề, Phật tử sắp bồ đề, nửa phá quê nơi sa đa sa thi phong văn tu tề, Phật tử sắp mang lăng ra khan tu sắp bề đề, Phật tử sắp mang hàm ma nửa phá quê nơi sa đa sa thi phong văn tu tề, Phật tử sắp mang lăng ra khan tu sắp bề đề, Phật tử sắp sang kha nửa phá quê nơi sa đa sa thi phong văn tu tề. Tất cả phương báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng.
Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng. Rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được bằng an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, nõn thai thấp qua khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài. Cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân qua trong pháp Phật rồi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống mic.